Trần Vĩnh Hồng bắt đầu chia bài. Còn người đàn ông kia vừa ngồi thì xung quanh cũng xuất hiện mấy người đàn ông nữa. Trần Vĩnh Hồng không mặc dù hắn cảm thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn rất bình tĩnh, vì trên người hắn không có tang chứng nên hắn nghĩ có bị bắt thì cũng không bị sao cả. Tổ 500. Đợi một chút. Gì đó? Ván này không ai được đụng vào bài. Lát nữa mấy người sẽ biết tại sao. Dựa vào đâu? Anh muốn gì đây? Cậu còn không biết tôi làm gì ư? Tiểu huynh đệ, tôi chia bài thế nào? Chia thế nào là sao? Có liên quan gì đến tôi? Đây là cách sao bài chia bài của cậu đó. Không phải cậu cũng chia như này à? Nào, lật bài của mọi người ra đi. Xem bài anh ta chia có giống của tôi không? Con bà mày chơi bịp. Chả trách lão nương lại thua nhiều vậy. Đau đau, nhẹ tay chút đi. Tiểu tử kỹ thượng lâu này là sòng công bằng nhất Hà Bắc. Không chơi bịp với khách hàng, nhưng cũng không để người khác chơi bịp. Tiểu tử ngươi hôm nay lại dám chơi bịp ở đây. Xem ra mày không muốn sống nữa rồi. Tôi không chơi bịp, ông Vu An à. Vậy chuyện này là sao? Đây chỉ là trùng hợp, vô tình trùng hợp mà thôi. Vậy cậu nói xem, giờ ta chặt tay cậu có phải cũng là trùng hợp không? Ta hỏi lại lần cuối, cậu có chơi bịp không? Có bịp, có bịp. Đồng bọn của cậu là ai? Đào Thập Nhất xin lỗi. Đừng trách Hồng gia không trượng nghĩa. Hồng gia chỉ có thể khai cậu ra thôi. Hai người là đồng bọn. Đúng, bọn tôi là đồng bọn. Cậu ấy tên Đào Thập Nhất tới đây cùng tôi. Nhưng cậu ấy không chơi bịp, chỉ trợ giúp tôi mà thôi. Lát nữa mấy người đừng chặt tay cậu ấy, nhổ hai cái móng tay là được rồi. À, còn cả bà béo kia nữa, cô ta cũng là đồng bọn của tôi. Ba bọn tôi cùng nhau lùa gà. Cái con bà mày, tao là đồng bọn của mày từ khi nào vậy? Tao nào có biết mày. Đừng có cãi nữa, hôm qua chúng ta còn bàn cùng nhau đi thịt gà mà. Im đi, cậu còn gì để nói nữa không? Tôi không biết anh ta. Không biết ư, coi ta là thằng ngu à? Đào Thập Nhất, cậu đừng cứng miệng nữa. Nhận đi, cùng lắm thì bị chặt tay thôi. Hắn nói hai người là đồng bọn, cậu không nhận cũng không ích gì đâu. Chàng trai, tôi khuyên cậu nên thừa nhận đi. Nếu không đừng trách ta đó. Anh ta nói tôi là đồng bọn, còn nói bà chị này cũng là đồng bọn nốt. Vậy mà anh tin à? Đúng vậy, lời của thằng bịp này sao mà tin được chứ? Tôi thấy cậu này không phải đồng bọn của hắn đâu. Nếu không thì sao khi cực riêng với tôi cậu ta lại thua được? Vậy ý cậu là cậu không phải tên Đao Thập Nhất? Đúng, tôi không phải Đao Thập Nhất, tôi tên Sở Lục. Nhìn rõ tên trên thẻ chưa? Sở Lục. Tiểu tử dám lừa ta ư? Nói cho anh biết, hắn là đồng bọn của tôi đó. Trong điện thoại của tôi có số của hắn, anh xem thử đi. Anh gọi là biết ngay. Ai đó? Phải Đao Thập Nhất không? Gì Đao Thập Nhất? Tao là Đao Nhị Thập. Tao lại cho con bà già mày mấy chục đao bây giờ, đấm chết con bà mày giờ. Lộn số rồi. Anh xem anh kia lời của thằng bịp mà cũng tin được. Rồi vô duyên vô cớ ăn chửi thay cơm luôn. Thằng khốn nạn, lát nữa tao sẽ cho mày đẹp mặt, dắt đi. Giỏi lắm Đao Thập Nhị. À không, Sở Lục, tao không ngờ mày còn có chiêu này. Đợi đó thằng nhãi. Ông chủ mấy người tới kia. Mau đuổi theo. Nhìn vào cảnh này, tôi cũng khẽ cười trong lòng. Trần Vĩnh Hồng này đúng là quái thật, vẫn còn mấy chiêu này nữa. Tôi đem chip đi đổi, sau đó từ từ rời đi trước con mắt nghi ngờ của giám sát sòng bạc. Lần này không tệ, lãi hơn 5 vạn, chỉ là tôi vẫn thấy hơi lạ. Cho đến nay tôi chưa tìm thấy điều gì đáng nghi về sòng bạc. Chẳng lẽ sòng bạc này thật sự kiếm tiền trong sạch ư? Khi xuống lầu tôi đứng đợi lão Hắc đón. Hôm nay tôi không bảo lão Hắc đi theo, vì anh ấy phải đưa Tiểu Đoá đi mua đồ, còn thuê nhà nữa, sau đó chuyển đồ các thứ nữa. Thằng bịp còn nhớ tao không? Có chuyện gì vậy? Lên xe rồi nói. Có chuyện gì vậy? Thằng bịp này nó làm quá nhỉ. Bác ca tìm mày, mau lên xe cho tao. Bây giờ tôi không có thời gian, có gì thì bảo hắn tới tìm tôi. Thằng bịp này rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à? Thật sao? Vậy anh muốn phạt gì đây? Trời, hắn lại cho tao. Con bà mày thích gì? Bác ca tìm thấy thằng nhãi kia rồi, nhưng xem tình hình thì hắn không muốn tới gặp anh lắm. Hình như còn muốn ra tay với em nữa. Huynh đệ, tên khốn anh Vũ kia lại chọc tức cậu à? Nể mặt bác ca mà bỏ qua đi. Cậu đi theo hắn tới đây, bác ca có chuyện cần nói. Chuyện này không nhỏ, còn liên quan tới an nguy của cậu đó. Được, đợi tôi chút. Lên xe đi. Không cần, bọn tao có xe rồi. Chứ xe mày bẩn lắm. Cái quần, xe tao bẩn hồi nào? Ai bảo không bẩn? Giờ thì bẩn rồi đó. Thằng đen này mày đợi đó. Sở Lục gia, có phải ngoài chơi bịp ra thì anh không biết gì nữa không? Đó thì à, đừng coi thường Lục gia chứ. Khả năng lên kế hoạch của Lục gia là số 1 đó. Chỉ có ích gì đâu. Lúc nãy nếu hai chúng ta không tới kịp thì có lẽ bị thằng ngu kia xử đẹp rồi. Tôi tặng anh món quà này. Đưa tay ra, anh là dân bịp. Giấu bài, đổi bài, trộm bài chắc chắn rất nhanh tay. Thực ra vinh môn bọn tôi cũng sống nhờ vào tốc độ tay, nên tôi sẽ dạy anh hai chiêu. Anh cứ giữ lưỡi dao này trong người. Khi có người tới gần muốn ra tay với anh thì anh có thể dùng mấy chiêu này để phòng thân. Như này Ngưu lão có đồng ý không? Ông ấy đã bảo tôi đi theo anh rồi, thì có gì mà không đồng ý nữa chứ. Hơn nữa Ngưu gia cũng không khó khăn đâu. Ông ấy rất hiểu chuyện.
Nói xong tiểu đoá liền dạy tôi vài chiêu. Thực ra thủ pháp của thiên môn cùng vinh môn tuy có hơi khác nhau nhưng lại chung mục đích là tốc độ và kỹ thuật. Nên tôi cũng tiếp thu rất nhanh, luyện thêm vài lần chắc chắn tôi sẽ thành thạo. Tới lúc đó có phi bài cùng chiêu này thì tôi cũng đỡ lo, ít nhất là tôi có thể tự bảo vệ được. Một lúc sau, xe của anh Vũ dừng lại trước cửa hộp đêm. Hai người hãy vào trong đi. Tôi không vào đâu. Huynh đệ của tôi ơi, cũng lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhỉ. Nào ngồi đây với bác ta. Đi lấy cho anh trái rượu ngon. Hôm nay anh muốn uống với sở huynh đệ cho đã. Rượu thì thôi đi, có chuyện gì anh cứ nói thẳng. Vậy được, các em ra ngoài đi. Anh bàn chút chuyện với sở huynh đệ. Huynh đệ gần đây hơi bị nổi tiếng đó. Cái tên Sở Lục càng lúc càng nổi. Nghe nói cậu đã đánh bại đồ đệ của Lục Chỉ Quỷ Thủ là Hoàng Nhuận, còn bắt cô ta khỏa thân đi ra ngoài. Còn tên điên phòng khôn nữa, nghe nói cậu đã đập gãy hết răng của hắn ta rồi. Huynh đệ, để tôi nói cho cậu biết, con chó điên phong khôn kia, tiền lão bát tôi cũng phải sợ. Một khi hắn điên lên là sẽ cắn người. Không ngờ lại bị cậu xử đẹp rồi. Đã ghê, huynh đệ kính cậu một ly. Bát ca, kính rượu mày là xem trọng mày, mà mày không uống là có ý gì đây? Muốn thì uống với tao. Đều là anh em trong nhà. Ồn ào gì chứ? Ngồi xuống nhanh lên. Huynh đệ người một nhà không nói hai lời. Hôm nay tôi tìm cậu là muốn nhắc nhở cậu. Hoàng Nhuận cùng Phong Khôn đều bại trong tay cậu. Cậu nghĩ Lục Chỉ Quỷ Thủ cùng ông chủ nhị có bỏ qua dễ dàng vậy không? Ý của bát ca là... Ý tôi rất đơn giản. Huynh đệ à, cậu có tay nghề như vậy, tại sao không tìm một kim chủ? Dù sao thì có cây chè cũng sẽ mát hơn mà. Nếu cậu cũng có ý đó, thì bát ca sẽ giúp cậu giới thiệu. Do tôi là người của thiên tượng mà. Châu tiểu thư của kim tượng không phải là cây cao ư? Tôi cố ý nói thế, chứ Châu Tiểu Hiền không phải kim chủ của tôi. Chúng tôi cũng không hề hợp tác. Được rồi, nên nói thì bát ca đã nói rồi. Nếu cậu không đồng ý, thì coi như bát ca chưa nói gì. Cậu là Sở Lục à? Lấy cho tôi hai cái ly. Để tôi giới thiệu một chút. Hoàng Trạch, chị gái của Hoàng Nhuận, hiện đang làm việc với ông chủ đại của Châu gia. Hôm nay lần đầu gặp mặt Sở Tiên Sinh. Nhưng tiếc là tôi không biết uống rượu, nên dùng nước thay rượu kính Sở Tiên Sinh. Đầu tiên tôi xin gửi lời xin lỗi đến Sở Tiên Sinh. Hoàng Nhuận em tôi quá cứng đầu, không hiểu quy tắc, đắc tội Sở Tiên Sinh. Mong Sở Tiên Sinh sẽ không tính toán với nó. Tôi cũng đã dạy lại nó rồi. Hoàng Nhuận thua Sở Tiên Sinh là do tài nghệ kém cỏi, không trách ai được. Nhưng dù sao nó cũng là em tôi, cũng là con gái, mà Sở Tiên Sinh lại phạt nó khỏa thân đi ra ngoài. Tất nhiên là tôi không trách việc làm của Sở Tiên Sinh, nhưng là chị của nó, thấy em gái thua như vậy, mà người làm chị không đứng ra nói vài câu, mà để phụ thân ở dưới Cửu Tuyền biết được, thì sẽ trách tôi làm chị mà không chăm sóc được cho em gái. Vì thế hôm nay tôi mời Sở Tiên Sinh tới là có một thỉnh cầu. Nói đi. Chúng ta đều là người thiên môn, vì chúng ta đều là dân bịp cả, nên tôi muốn cược với Sở Tiên Sinh. Tôi cũng không có nhiều tiền, chỉ có 50 vạn tiền mặt. Nếu Sở Tiên Sinh cảm thấy chưa đủ, thì có thể cược thêm thứ khác. Ví dụ giống như tiên sinh cược với em gái tôi vậy. Xin lỗi, ván cược này tôi không nhận. Tại sao? Vì tôi không đủ 50 vạn. Huynh đệ, tiền không thành vấn đề. Tôi biết vài người cho vay nặng lãi. Chỉ cần cậu nói một câu, họ sẽ lập tức đem tiền tới ngay. Sở Tiên Sinh, câu này hơi khó nghe, nhưng chuyện này ngài không thể quyết. Một tuần sau lúc 7 giờ khách sạn Hà Bắc. Mong Sở Tiên Sinh có thể đến đúng giờ. Từng nghe kéo người xuống nước, cũng nghe ép người làm gái, nhưng đây là lần đầu tôi thấy có người ép người khác cực như Hoàng Trạch. Đúng là Hoàng Trạch, giọng điệu lịch sự, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự đe dọa. Cái kiểu nụ cười giấu dao, khẩu Phật tâm xà này là đáng sợ nhất. Nếu tôi không đi thì sao? Nếu anh không đi, tôi có thể đảm bảo, sau này Hà Bắc sẽ không còn ai tên Sở Lục nữa. Huynh đệ, cậu hãy tin lời Hoàng tiểu thư nói đi. Hoàng tiểu thư khác với em gái cô ấy. Cô ấy là bông hồng của ông chủ Châu gia. Sở Tiên Sinh ngồi nhé, tôi đi trước đây. Một tuần sau gặp. Sao vậy Hoàng tiểu thư? Về rồi à? Sao không ngủ đi mà còn quậy vậy? Được lắm, Sở Lục gia, đều bị anh phát hiện cả rồi. Sau này tôi không cho phép thì không được như vậy nữa. Biết rồi. Hai người đang nói gì vậy? Sở Lục gia, chúng ta có chơi với người họ Hoàng kia không? Chơi, nhất định chơi. Không chỉ cược, mà còn nhân cơ hội xử luôn tiền lão bác. Nhưng chúng ta không đủ tiền. Cược, nhưng xong chúng ta hay đi. Đều biết cậu là dân bịp, ai dám cho cậu chơi nữa? Xong lạ quá thì chúng ta không dám chơi. Trước đây thì khó thật, nhưng giờ có tiểu đoá thì không còn gì khó nữa. Lão Hắc không hiểu gì, nhưng tiểu đoá thì hiểu. Có dịch dung thuật của cô ấy thì mọi thứ sẽ dễ dàng thôi. Kế hoạch ban đầu của tôi là nhờ tiểu đoá dịch dung, rồi ăn 50 vạn trong vòng một tuần, rồi nhân cơ hội xử luôn tiền lão bác. Nhưng không ngờ ngày hôm sau kế hoạch của tôi đã đổ vỡ. Tay bịt nhỏ trong vòng nửa tiếng đến ga đông tìm ta. Để làm gì? Đi chiến quan. Tới đó làm gì? Cực, cậu từng hứa với ta sẽ giúp ta chơi với một người mà. Để dịp khác đi, gần đây tôi có việc bận. Thằng bịt nhỏ này tính lật lọng à? Có muốn ta dạy cậu bốn xúc sắc nữa không? Đừng nói nữa, nay đi ngày mai về.
Dưới sự uy hiếp của ông ấy, tôi cũng đành bó tay, phải đi theo thôi. Từ Hà Bắc tới Chiến Quan mất 7 tiếng ngồi tàu. Tôi tự người vào ghế và nhắm mắt thư giãn, trong đầu nghĩ về kế hoạch tiếp theo cùng cách xử tiền lão Bát. Hắn ta là một kẻ hai mặt, đều hắn còn ở bên cạnh thì sớm muộn cũng sẽ có chuyện.